Chào bà con thương yêu của dì hai. Tối nay ngày hôm nay bận dễ sợ nhưng mà vẫn lên đây làm clip để chia sẻ với bà con. Trong thời gian vừa qua bà con mình cũng biết cái vụ mà coi như than cuốn, bây giờ tôi không nhắc lại nữa. Thì bây giờ dì hai đang muốn nói cái vấn đề trọng tâm là cái vấn đề gì, hay không? Đó là cái vấn đề mà mấy ba mấy má đi lên mạng chụp hình chụp đồ rồi nằm sải lai y như con cá thốt nốt, nó nằm hai cái chân ở bên thang bên này, hai cái tay với cái đầu bên thang bên này chụp hình đó, coi như là nó nói là giờ đi vậy cho an toàn bụng nội tao chứ an toàn. Bay nghĩ sao bay đi về an toàn nè, hang bữa nào mà hang nó chợt chân nó té một cái ngang rồi tao nói vậy lặt lìa lặt nội lội ngang rồi nằm đó rồi báo cha báo mẹ có lũ quỷ. Trời đất ơi cái gì vậy? Rồi nó nói đi vậy mới an toàn. An toàn cái gì? An toàn chỗ nào? Tao nói mày nghe, đừng có nói bây giờ, đừng có nói bây giờ hên xui may rủi thôi, chứ đừng có nói mà giờ là đi vậy mới không chết, còn đi vậy chết xin lỗi mày, đang ngồi té cái ịnh cái là chết liền. Tôi mà tôi rủa nhưng mà điều cái gì cũng vậy, trời có số dài dép còn có số, huống hồ chi con người ha, không cho nên thôi đừng có đem cái nỗi đau của người ta ra mà làm cái niềm vui cho mình, bỏ qua đi mấy đứa nghe lời dì hai. Thứ nhất, cái thứ hai nữa dẫn vấn đề của tuổi trẻ của tụi con ha, không là vấn đề gì giờ dì hai, trời ơi tao nói bay nghe, ví dụ như ông bà mình cũng có một câu như vậy nè, biết thì thưa thì thốt, không biết thì giữa cái cột đèn mà nghe. Có ở đâu mà ngồi mà nói tiếng Anh, tao nói ngồi kế bên ăn tấu tiếu mà muốn mửa vô tấu tiếu, muốn cầm tấu tiếu vừa mửa xong tạt cái mình nó ghê vậy đó. Trời đất ơi, nói cái gì mà nữa anh nữa gì, tao nghe tao không hiểu cái gì trơn. Nói tiếng Anh phải nói cho đàng hoàng, nói ít nhất là chuẩn phải cỡ gì hai. Dì hai bây giờ dì hai nói cho mấy cái đứa mà biết tiếng Anh mà không biết mà đặt nổ nổ nè. Đó, bây giờ mình gặp người nước ngoài, bây giờ dì hai nói tụi con nghe, tiếng Anh là tiếng thông dụng hay không? Ví dụ mình gặp người nước ngoài thôi không cần phải người nước nào, không chính xác bởi vì tiếng Anh là nó đem đi đâu nó cũng nói được hết trơn hết trọi á. Đó, bây giờ là gặp người nước ngoài nói tiếng Anh đi, trước tiên gặp người ta phải chào hỏi người ta chứ. Đó, đó mình chào hỏi người ta sao? Hello, how are you? What do you do? Lu bu là cái gì? Chào ông khỏe không? Nếu khỏe thì thôi, không khỏe bữa nào rảnh ghé nhà tôi ăn đu đủ. Đó là tiếng Anh. Còn tiếng Pháp nè, tiếng Pháp còn dễ hơn nữa, không có gì khó tiếng Pháp. Món sữa mẹ si bờ cưa đó, dịch cái tiếng Việt là cái gì? Hello chào ông, bữa nào ông rảnh ghé nhà tôi cho ông ăn chuối. Đó, cái đó là cái tiếng Pháp. Còn cái tiếng Hàn Quốc, tiếng Hàn Quốc nó còn dễ ợt hơn nữa, nó dễ còn hơn là ăn cơm nữa. Trời, tiếng Hàn Quốc là nghe dạ nói tiếng Hàn Quốc nha. Upo là cái gì? Anh trai. Umo là cái gì? Em gái. Ung sơ ung thư đó mấy mẹ. Trời đất ơi, trời ơi, biết thì thưa thì thốt, không biết vừa cột mà nghe nghe không, nói bậy nói bạ người ta cừ. Rồi bây giờ vấn đề cuối cùng mà dì hai muốn nói luôn là dì hai cũng thông báo với mọi người là thời gian gần đây có đứa nó giả danh tôi rồi, nó lấy cái hình ảnh cái clip của tôi nó làm cái banh bay bên bay bên gì đó, thì bây giờ nói tiếng Việt nè là cái trang like nó ghi vô, nó ghi bà hai online hay là cái gì, cái gì dì hai đó. Tôi thông báo với mọi người tôi không có làm cái banh bay cái trang like gì trơn, tôi duy nhất chỉ có một cái Facebook là Nguyễn Tuấn Phong. Đó cũng là nhân vật của tôi và đó cũng là dì hai. Tôi có hai nhân vật hai ảnh, một là Nguyễn Tuấn Phong, hai là dì hai, chứ tôi không có cái fanpage mà tôi không có cái Facebook nào khác hết. Những cái fanpage hoặc là những cái Facebook khác không phải, đó là những cái trang giả với mục đích gì thì thật sự dì hai không biết, nhưng bà con cẩn thận để không thôi bị nó gạt nghe không. Đó, tôi chỉ có một cái Facebook duy nhất cập nhật vô Facebook của tôi, đó là Nguyễn Tuấn Phong, và Nguyễn Tuấn Phong cũng tức là dì hai nghe. Rồi thôi, vài điều nhắn nhủ với bà con, chào mọi người và chúc mọi người luôn sức khỏe.